bạn nhé. Mình tôi đang có mặt tại Ninh Bình, đang ở một vườn cây của ông chú. Trong nhà có rất nhiều đồ chơi nhé, tôi quay để gửi tới anh em. Cái tủ điện đẹp quá anh nhỉ. Cái tủ đấy là giờ nó tủ gì nhỉ? Tủ chùa 33 ấy. Trên này nhiều đồ quý phết nhỉ. Cái chậu đá này cũng là được. Đây nhá, chậu cây xanh ôm chậu đá rất là cổ. Cái này khoảng bán khoảng bao tiền này? Chú vào bấm cho cô gỗ. Một trong những tác phẩm Trực Hoành kìa. Như cây xanh quê cái này có Trực Hoành này. Con đấy, con đấy hơn trăm đấy. Tác phẩm này tầm khoảng 300 nhé anh em nhé. Anh em nào mà yêu mến thực sự này, đây là ôm vào gỗ, thân cây gỗ mà là dòng gỗ quý nhá. Cứng hóa thạch rồi. Gỗ này nói chung là không thể bị thay mờ nữa. Đấy. Kia cả nó cả xuống đất rồi chú cứ bấm ở dưới đất kia có thấy nó mục. Nó là gỗ luôn. Gỗ này nằm ở trong nước rồi. Vâng, rồi còn cái tác phẩm này thì giá như nào anh nhỉ? Đây 200 cái đấy 200. Chú để ý cái cây tiền trục à. Chú thấy bác nói cây tiền trục để anh em cháu là còn lựa đấy. Còn rất nhiều tác phẩm nha, Trung Bonsai cũng xin dừng video nha. Mày nắng quá.
để tiếp tục chuyển sang video tiếp theo, anh em cố gắng đón xem nhé. Theo bác chủ nhà thì cái chậu này rất là quý, một cái chậu đá nhé, đặt trên một cái cây xanh quê như này, có khách rẻ hơn 100 rồi. Anh em liên lạc nhé, liên lạc để xem là nó cụ thể như nào nhé. Nắng quá, tôi đang bị say nắng rồi. Chậu đá nhé. Quay xuống ra tầng dưới nhé. Mình rất thích những tác phẩm ở bên dưới này thì mình cũng xin gửi tới anh em để anh em xem nhé. Thank you.